Hello. Mình là Thắng. I'm here. À, từ để xem. Quên bắt đầu từ đâu rồi? Trước hết thì mình sắp đến kỳ thi, thì mình chúc các bạn là thi thật tốt, ôn tập thật tốt để có một kỳ thi thành công, có một kết quả tốt để vào trường đại học mình mong muốn. Cô chỉ mong là trong thời gian tới các em sẽ cố gắng hết sức để đạt được cái nguyện vọng của mình, và sau đó quay trở lại sẽ không bao giờ cảm thấy là cái giai đoạn cấp 3 của mình dám mà mình như thế này, dám mình như thế kia. Hãy luôn là tự hào rằng là mình đã có một cái khoảng thời gian thực sự là đẹp, chúng ta đã như một gia đình. Tất cả các cảm xúc giữa cô trò chúng ta đã trải qua với nhau sẽ luôn giữ mãi. Và cô cũng nếu có được quay lại thì cô vẫn lựa chọn rằng là cô sẽ chủ nhiệm hóa K12. Cô mong là các bạn đều mong muốn rằng là nếu quay lại thì chúng ta sẽ học vẫn ở lớp chuyên hóa. Chúc tất cả các em sẽ đạt được ước mơ của mình. Cũng sắp hết năm học cấp 3 rồi. Mình cũng cảm thấy rất buồn. Nhưng lại cũng rất là vui vì đã được đồng hành cùng với các bạn trong 3 năm này. Xin lỗi các bạn vì những hành động mà trong 3 năm cấp 3 mình hay trêu các bạn, có lúc làm các bạn dỗi, có lúc làm các bạn rơi nước mắt. Xin cảm ơn tất cả các bạn HK12. Nhờ học với các bạn mà mình đã thay đổi rất nhiều. Ngày xưa mình rất thờ ơ đối với các hoạt động tập thể và đối với mọi thứ xung quanh mình, mà sau khi học với các bạn thì mình thấy mình thay đổi rất nhiều. Mình đã trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn. Và đến lớp 12 thì mình mới biết quý trọng cái thời gian được ở bên các bạn hơn. Thật sự thì không phải ai trong lớp mình cũng thân. Đến tận hôm nay mình cũng giống như rất nhiều bạn, bắt đầu cảm thấy là nên quý trọng lớp hơn giờ vì thời gian bên cạnh nhau không còn nhiều nữa. Mặc dù nhiều lúc rất là ghét lớp, chỉ muốn nhanh nhanh hết tuổi để còn đi đại học cho sớm, ghét các cậu lắm ý. Nhưng mà trải qua những cái hoạt động tập thể cùng nhau, mình cảm thấy là chỉ có ở bên các cậu mới vui được như bây giờ. Các bạn đã đồng hành cùng mình suốt 3 năm qua. Nhiều lúc thì các bạn cũng trêu hơi quá nên là mình cảm thấy khó chịu, nhưng mà mong là lần sau cứ ba năm thì em cũng là rất là nhanh, và em cảm ơn cô và các bạn đã giúp em tốt hơn rất là nhiều. Thì bây giờ chỉ có đi học được 40 ngày nữa thôi. Các bạn cũng cố gắng mà học, học cho tốt. Đại học không phải con đường duy nhất, nhưng mà con đường dễ nhìn thấy nhất. Cố học được là cái tốt nhất. Đấy. Thì cũng mong các bạn cố gắng mà học. Và một điều nữa đó là tôi mong muốn là các bạn nữ đừng lấy chồng sớm, khổ đấy. Chị ơi, đừng lấy chồng sớm. Thế như kiểu nó lấy rồi ấy. Nhưng mà anh ạ, lấy sớm khổ đấy. Tùy thôi. Chắc bản thân lấy à? Chưa. Có kinh nghiệm rồi. Khuyên bạn Chip là đừng lấy chồng sớm đấy. Forget who we are.
Em còn nhớ